Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về dạy thêm học thêm để lấy ý kiến, góp ý từ nay đến ngày 22 tháng 10, trong đó một số nội dung sẽ thay đổi. Theo dự thảo, giáo viên được phép dạy thêm chính học sinh của mình. Học sinh tiểu học không còn nằm trong đối tượng không dạy thêm học thêm, không đưa nội dung dạy thêm vào bài kiểm tra trên lớp. Thông tư 17 về quản lý dạy thêm học thêm. Hiện hành có một điều nêu rõ các trường hợp không được dạy thêm, gồm học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, học sinh tiểu học, cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông. Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó. Dự thảo thông tư vừa công bố đã không còn điều khoản nêu trên. Việc bỏ điều khoản này được Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải là do một số quy trình đã được tích hợp vào các điều khác. Ví dụ, quy định không tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường đối với các nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày đã được đưa vào điều 3 quy định về nguyên tắc dạy thêm học thêm của dự thảo. Còn quy định không dạy thêm học thêm đối với học sinh tiểu học theo Bộ Giáo dục và Đào tạo do chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu bắt buộc dạy 2 buổi trên ngày với cấp tiểu học trong khi dự thảo mới công bố vẫn giữ nguyên tắc không tổ chức dạy thêm trong nhà trường với trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày. Một số ý kiến cho rằng hiện nay quy định cấm dạy thêm với học sinh tiểu học có vẻ quyết liệt hơn, bao gồm cả dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng thực tế học sinh tiểu học đi học thêm vẫn rất phổ biến và hầu như không cơ quan chức năng nào tuyết còi. Về việc bỏ nội dung giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng do luật viên chức và luật công chức đã quy định viên chức công chức không được tổ chức kinh doanh nên đương nhiên nhà giáo của cơ sở giáo dục công lập sẽ không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không phải nhà giáo nào dạy học trong cơ sở giáo dục công lập cũng là viên chức, vì hiện nay giáo viên dạy các trường công lập theo chế độ hợp đồng rất nhiều do biên chế không đáp ứng được nhu cầu giáo viên ở các trường. Do vậy, quy định giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp không tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường vẫn chặt chẽ hơn và cần thiết, tránh gây hiểu lầm rằng quy định này sẽ được bãi bỏ. Với hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường, dự thảo không còn quy định học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết. Nhiều ý kiến cũng cho rằng quy định này bãi bỏ là phù hợp vì lâu nay khiến học sinh buộc phải tự nguyện viết đơn, nhà trường và giáo viên cũng vin vào đó để dạy thêm tràn lan. Thay vào đó, cơ quan soạn thảo dự kiến đưa ra quy định chặt chẽ hơn về việc dạy thêm học thêm trong nhà trường. Trong đó, trước hết, tổ chuyên môn tổ chức họp để thống nhất đề xuất với người đứng đầu nhà trường về việc dạy thêm học thêm đối với các môn học do tổ chuyên môn đảm nhận. Đối với các môn học có đề xuất, việc dạy thêm học thêm phải trình bày rõ lý do, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đề xuất dạy thêm học thêm và danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm theo môn học ở mỗi khối lớp. Hiệu trưởng căn cứ đề xuất trên tổ chức cuộc họp với thành phần gồm lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường để thống nhất việc tổ chức dạy thêm học thêm môn học nào ở khối lớp nào đảm bảo thiết thực, công bằng, minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Tổng thời lượng dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và dạy thêm học thêm không quá 35 tiết trên tuần đối với cấp tiểu học, không quá 42 tiết trên tuần đối với cấp trung học cơ sở, không quá 48 tiết trên tuần đối với cấp trung học phổ thông, dự thảo nêu. Nhà trường có trách nhiệm công khai việc tổ chức dạy thêm học thêm về mục tiêu, nội dung, thời lượng, mức thu tiền học thêm và danh sách giáo viên dạy thêm theo môn học ở mỗi khối lớp để học sinh có nguyện vọng học thêm tự nguyện đăng ký. Kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm của nhà trường được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và thông báo cho cha mẹ học sinh.
Với hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, dự thảo mới công bố thay vì quy định không cho giáo viên dạy thêm học sinh của mình như quy định hiện hành, thì đưa ra yêu cầu rõ hơn với trường hợp này cụ thể. Trong lớp dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên có học sinh của lớp mà giáo viên đang trực tiếp dạy học trong nhà trường thì phải báo cáo lập danh sách các học sinh đó gửi hiệu trưởng và cam kết không dùng bất kỳ hình thức nào ép buộc học sinh học thêm, dự thảo nêu. Ngoài ra, giáo viên bao gồm phó hiệu trưởng hoặc cấp phó của người đứng đầu đang làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục thường xuyên công lập tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện các yêu cầu như báo cáo hiệu trưởng về môn học, địa điểm, thời gian tham gia dạy thêm và cam kết với hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm quy định về nguyên tắc dạy thêm học thêm. Với hiệu trưởng tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, dự thảo quy định hiệu trưởng phải báo cáo và được sự đồng ý của trưởng phòng giáo dục đào tạo đối với cấp trung học cơ sở, giám đốc sở giáo dục đào tạo đối với cấp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu 5 nguyên tắc về dạy thêm học thêm, trong đó nêu rõ quy định không cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm, không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm học thêm để kiểm tra đánh giá học sinh. Việc này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm hiện nay. Đó là chỉ những học sinh đi học thêm mới làm được bài và mới có kết quả cao trong các kỳ kiểm tra đánh giá định kỳ trên lớp. Mức học phí dự kiến của các trường đại học khối ngành kinh tế trong cả nước dao động từ 16 đến 70 triệu đồng trên năm học, trường cao nhất là 700 triệu đồng trên toàn khóa. Năm học tới, học phí của trường Đại học Ngoại thương dao động từ 25 đến 65 triệu đồng trên một năm học. Cụ thể, chương trình Đại trà có mức 25 triệu đồng, chương trình chất lượng cao mức 44 triệu đồng, cao nhất với chương trình tiên tiến lên tới 65 triệu đồng trên một năm học. Năm nay, trường tuyển 4.130 chỉ tiêu cho cả 3 cơ sở đào tạo là Hà Nội, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại trụ sở chính Hà Nội, trường tuyển 3.080 chỉ tiêu cho 13 ngành nhóm ngành đào tạo. Tại cơ sở Quảng Ninh, trường tuyển 100 chỉ tiêu cho 2 ngành nhóm ngành đào tạo. Chỉ tiêu cho cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là 950 sinh viên cho 5 ngành nhóm ngành đào tạo. Trong đề án tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2024-2025 từ 16 đến 22 triệu đồng trên năm học, tùy từng nhóm ngành, lộ trình tăng học phí mỗi năm của trường không vượt quá 10%. Đại học Kinh tế Quốc dân chưa công bố chi tiết mức thu học phí cho các chương trình định hướng, ứng dụng hay các chương trình bằng tiếng Anh. Năm học 2024-2025, Học viện Ngân hàng dự kiến mức học phí khoảng 25-37 triệu đồng trên một năm học, trong đó các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng trên một năm học. Khối ngành công nghệ thông tin học phí là 26,5 triệu đồng trên một năm học và khối ngành nhân văn khoa học xã hội là 26 triệu đồng trên một năm học. So với năm học trước, mức này cao hơn khoảng 4-5 triệu đồng. Ở chương trình đào tạo chất lượng cao, nhà trường có mức thu dự kiến là 37 triệu đồng trên một năm học. Với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động từ 340 đến 380 triệu đồng trên 4 năm học, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết. Học phí dự kiến năm học 2024-2025 của trường Đại học Thương mại dao động từ 24 đến 26 triệu đồng trên một năm học, với chương trình chuẩn và định hướng nghề nghiệp 3,5 triệu đồng trên tháng, với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế. Học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp có mức học phí 2,6 triệu đồng trên tháng. Nhà trường lưu ý mức tăng học phí hàng năm không quá 12,5% so với năm liền kề. Năm học 2024-2025, Học viện Tài chính dự kiến mức học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng trên một năm học và chương trình định hướng chương trình quốc tế là 50 triệu đồng trên một năm học. Với diện tuyển sinh, theo đặt hàng sẽ có mức học phí dự kiến 43 triệu đồng trên một năm học. Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi nhà trường thay đổi chính sách về học phí. Trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước. Với chương trình liên kết đào tạo, mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh, học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học. Cụ thể, học 4 năm trong nước là 70 triệu đồng trên một năm học, 280 triệu đồng trên một khóa học. Học 3 năm trong nước cộng 1 năm tại Trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh là 70 triệu đồng trên một năm học. Cho 3 năm học trong nước, 490 triệu đồng trên một năm học. Cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich, tổng cộng là 700 triệu đồng trên một khóa học. Ở chương trình liên kết đào tạo, Đại học Toulon,
cấp bằng học trong 3 năm, chuyên ngành bảo hiểm, ngân hàng, tài chính là 171 triệu đồng, mức học phí bình quân 57 triệu đồng trên một năm học. Chuyên ngành kế toán kiểm soát, kiểm toán là 180 triệu đồng, mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng trên một năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng trên một năm học. Với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025 áp dụng mức học phí cho các chương trình đào tạo dao động từ 975 đến 3,29 triệu đồng trên một tín chỉ. Năm học tới, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng mức học phí với sinh viên chính quy trong nước là 4,4 triệu đồng trên tháng, 44 triệu đồng trên một năm học. Đối với sinh viên chính quy ngành quản trị kinh doanh cho các tài năng thể thao mức 98 triệu đồng trên một khóa, 2,45 triệu đồng trên tháng, 726.000 đồng trên một tín chỉ. Với sinh viên liên kết đào tạo nước ngoài, liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng áp dụng mức hơn 351 triệu đồng trên 3,5 năm học tại Việt Nam. Với sinh viên liên kết nước ngoài, liên kết Đại học St. Francis, Hoa Kỳ và Đại học St. Francis cấp bằng áp dụng mức hơn 358 triệu đồng trên 4 năm học. Năm học 2024-2025, Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai chương trình đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Theo đó, chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có mức học phí 27,5 triệu đồng một năm và đào tạo bằng tiếng Anh 57,6 triệu đồng năm một. Sau đó, các năm sau, mỗi năm trường tăng từ 10 đến 12,8%. Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của trường là 130 tín chỉ. Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học xong ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các phần học này sẽ tính theo số tín chỉ. Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng với cử nhân chính quy thuộc nhóm 1, nhóm các ngành kinh tế, công nghệ áp dụng mức học phí là 22,5 triệu đồng trên một năm học. Nhóm 2, nhóm các ngành quản trị, kế toán, tin học, quản trị, kinh doanh áp dụng mức học phí là 25,5 triệu đồng trên một năm học. Chương trình chính quy đại trà giảng dạy bằng tiếng Anh mức 38 triệu đồng trên một năm học. Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh mức 31,5 triệu đồng trên một năm học. Riêng với chương trình cử nhân chính quy quốc tế áp dụng mức thu 50 triệu đồng trên một năm học với thời gian học tại Việt Nam. Với thời gian học ở nước ngoài, mức học phí sẽ theo quy định của trường đối tác.